đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Nam em tuyên bố có thay đổi lớn trong sự nghiệp, quyết định thay máu công ty. Hoa khôi nam em nhận được lời chúc mừng từ Hoa hậu Bảo Ngọc, Bạch Công Khanh và các bạn bè thân thiết khi công ty của cô mở rộng hướng phát triển. Sau 8 năm hoạt động nghệ thuật, nam em quyết định đưa công ty theo hướng mới, đó là tìm kiếm, đào tạo và hỗ trợ các tài năng trẻ, thay vì chỉ đơn thuần hỗ trợ cho bản thân trong các dự án âm nhạc. Nói về quyết định này, nam em cho biết, thấu hiểu và đồng cảm với các bạn trẻ trong hành trình khẳng định bản thân, nên nam em muốn giúp sức để đưa các bạn đến gần hơn với công chúng. Nếu có sản phẩm phù hợp, nam em cũng muốn được hợp tác cùng các bạn để cảm nhận năng lượng, sự nhiệt huyết của các bạn. Đó là sự cộng hưởng giữa những nghệ sĩ để cho ra các sản phẩm tốt hơn. Xuất hiện trong buổi tiệc này có sự góp mặt của đương kim Hoa hậu Liên Lục Địa Bảo Ngọc và những bạn bè thân thiết của Hoa khôi nam em. Trong đó, Hoa hậu Bảo Ngọc nổi bật với đầm dạ hội màu trắng ôm sát cơ thể và có điểm nhấn là phần xẻ sau trước ngực. Được biết, cả hai trở nên thân thiết hơn sau thời gian đồng hành ở cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Trong lúc Bảo Ngọc chinh chiến tại Ai Cập, Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long 2015 cũng dành cho người đẹp gốc Cần Thơ lời động viên cũng như lời chúc mừng khi Bảo Ngọc đăng quang. Bên cạnh đó, giọng ca Xa Nhau Rồi Anh Nhớ Không còn được nhà thiết kế Trung Đinh đến chung vui với cô. Anh chính là người giúp đỡ nam em tỏa sáng với những tà áo dài truyền thống. Bạch Công Khanh chọn trang phục đơn giản đến ủng hộ nam em. Nam diễn viên duyên kiếp và nam em không chỉ thường xuyên cộng tác với nhau trong những dự án âm nhạc mà còn là bạn bè thân thiết ngoài đời. Sau khi thử sức ở Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, nam em trở lại với công việc nghệ thuật. Cô tích cực tham gia những sự kiện giải trí cũng như đi hát ở các phòng trà. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.